Xin chào ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Nhu Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay gia đình của Huyền có món gỏi cuốn ăn cùng với gà rán chiên giòn nha cả nhà. Và đây là mắm nêm, còn đây là tương ớt với tương cà chung nha. Đó, nè cả nhà, hấp dẫn không? Wow, siêu ngon luôn. Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình Huyền nha cả nhà. Con gái con ăn gì? Ăn đùi gà. Con ăn đùi gà, hết cánh gà được không? Hả, ăn đùi? Ăn đùi luôn. Ăn đùi luôn hả? Cho nguyên cái đùi chà bá lửa luôn. Cái gì vậy? Nè ha. Đây. Rồi ngồi vậy em biết không? Bà Quy ăn cái gì lấy đi. Sáu ăn gỏi cuốn. Sáu ghiền gỏi cuốn. Con mời ông bà cô chú anh chị bạn với con. Hiền mời cả nhà ăn gỏi cuốn với Quyền nha. À, chấm mắm nêm. Ăn gà, ăn đùi gà với con. Mời cô chú anh chị các bạn ăn với con đùi gà. Giỏi. Mẹ nha. Giỏi, con ăn đi. Giòn không? Giòn. Giỏi, ăn đi. Hiền mời cả nhà ăn gỏi cuốn mắm nêm với Quyền nha. Để cái ly này xích ra đi. Căng ra nè. Ngon quá cả nhà ơi. Cái gỏi cuốn này là món ruột của Quyền. Mê lắm. Ngon. Ngon quá. Ngon. Ăn gỏi cuốn không? Dạ. Cái gỏi cuốn nó dễ ăn mà nó ngon. Chút chắc khuấy vào đây mắm nêm nè cả nhà. Đó, con trai Huyền với ông xã Huyền đang ăn ở ngoài nha cả nhà, gỏi cuốn với gà rán luôn. Ngon dữ không con? Bữa nay con bận đồ đẹp quá vậy. Ai cũng bận đồ xấu quá con gan. Có mình vừa khăn bận đồ đẹp dữ rồi trời. Hỏi nó coi, bận đồ ai mua cho mà đẹp vậy? Nhiều khi mặc đồ ai mua cho mà đẹp quá vậy? Mẹ. Mình mua hả? Nhiều khi mặc đồ gì? Thấy không? Mặc đồ xanh. Để đây nè con. Mặc đồ màu xanh. Nói coi nè, nói coi nè. Mặc đồ xanh. Đúng rồi. Màu xanh đúng rồi. Cầm. Ngon quá cả nhà, cái gỏi cuốn rất là ngon. Cảm ơn người ăn xuất sắc. Ăn gỏi cuốn không? Dạ, con gà. Gà hết con bữa rồi con. Ngon. Ăn thêm cuốn nữa. Đã quá. Ừ, con ăn lên chút gì hay cho nữa. Lấy cho em cái cánh ra gà đòi nè. Gái Huyền sợ hết. Xin nữa. Gì bà? Đổi hả? À, đổi cánh hả con? Thích ăn cái cánh không thích ăn đùi sao đổi? Chả vậy không? Không. Con thích cái cánh hả? Bữa nay gần Tết tới rồi cả nhà.
Huyền ăn hết mấy cuốn mỗi cuốn ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn cánh gà rán với Huyền nha. Nè cả nhà bẻ ra nè. Wow, nè cả nhà. Xuất sắc, Huyền phải ăn cái này nè. Huyền không phải ăn cái cục thịt này. Phải ăn cái cánh này nè. Cái cánh này nó xương xương mà thịt nó ít thiệt nhưng mà nó ngon. Wow, Huyền mời cả nhà nha. Ngon. Đừng xương vô cái chén nè. Tính chấm lộn, tính chấm gà rán vô mắm nêm cả nhà. Tính chấm lộn. Con gái Huyền ăn hết cái da còn cái thịt bỏ nè cả nhà. Trời đất ơi. Từ từ ăn con. Ừ, có ăn nữa không? Không. Trời không hả? Vậy có uống nước nha. Dạ. Ừ, cho em miếng nước không? Con gái Huyền nghỉ ăn gà rồi cả nhà. Thì bây giờ Huyền lấy nho ra cho con gái Huyền ăn nè cả nhà. Miếng chùm nho luôn nè. Nào con ăn đi con. Nãy giờ quên. Nãy giờ quên lấy nho ra cho con gái với cô chú. Rồi con ăn đi con. Nào con ăn đi. Quá trời ngon à. Bá chị giò. Được. Đã. Nhưng mà cái nhà nha. Con gái Huyền chát miệng nho. Nãy giờ quên đem nho ra cho em. Gái Huyền ăn hết trơn cái da giòn này. Còn cái thịt không để lại. Tiếu không? Mẹ thích ăn bột. Quên cái chấm vô mắm mắm hoài luôn trời. Tao thử luôn nghe. Quên nãy giờ cái chấm để hoài thôi. Giờ thử luôn trời. Ăn được như thế nào. Độc lạ mà ngon nha. Ngon. Cũng ổn ổn. Nhưng ăn vô uống nước không biết làm sao. Mẹ không chịu chấm mà mẹ. Ăn con lấy này chấm tương ớt luôn. Chấm vô ớt ngon rồi, xuất sắc luôn rồi. Gỏi cuốn chấm tương ớt là chuyện bình thường, còn gà mà chấm mắm niêm mới lạ. Gà chiên mà chấm mắm niêm nó mới lạ. Nó ngọt không con? Ngọt. Ngọt hả? Ngọt ngon. Ngọt ngon luôn hả? Ôi, chúc cho mẹ tử nha. Ừ. Cho mẹ hả? Không, đợi mẹ nuốt chút. Ngọt luôn á mẹ ơi, ngọt. Nó ngọt, xuất sắc luôn. Không có vị chua luôn. Ngọt rất luôn. Ngọt thiệt. Ngọt rất luôn. Cảm ơn Diệu Hân ngon. Nó cũng ngọt này. Mày lúc ơn, nốt ghê. Ngọt không? Nó ngọt. Nho này ngọt quá trời mà không có miếng hạt nào hết trơn á cả nhà. Xuất sắc. Ăn cái trái đầu tiên Diệu Khang nó đúc á, ngọt sớt luôn á. Cái trái này bốc lên nó hơi có vị chua nhẹ.
Con trái này nó ngọt quá trời, chắc tại chín rượu. Cái trái sau này bóc nó hơi xanh xanh. Gà nó giòn. Ăn gà này ốm nhơ mà không có mập miếng nào hết trơn. Dầu mỡ không ốm nhơ mà. Nó không có. Con cầm lên, con cầm giùm nho dở lên cho bà của chú coi nè. Rồi con ăn đi, con cầm đi, con ăn luôn. Dễ con nhai cái này nè. Con nhai cái này nè. Con gái quyền, con chùm bự không cầm, cầm ăn chùm hai trái. Quá trời ngon. Mà gỏi cuốn ngon ha. Ăn xong rồi. Xong rồi con. Ăn nữa không? Có nữa. Thêm một miếng. Có ăn gà nữa không? Chán miệng miếng nè. Bây giờ gia đình của Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Thì gia đình của Huyền cũng đã ăn xong rồi. Cả nhà thấy hôm nay hai món ăn có ngon, cả nhà hãy đăng ký like, share, ủng hộ cho gia đình Huyền nha. Thì bây giờ gia đình như Huyền xin bye bye. Bye bye.